Hello, xin chào mọi người ha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với game Ark Survival ha. Thì mình đang đi bay ở ngoài đây, mình tình cờ thấy một cái hang động. Thì mình khá là tò mò vì mình vừa chết con Wendigo. Thiệt chứ mấy con này nó yếu ghê luôn á, nó đụng cái là nó chết liền à. Không biết sao nó gặp mấy con bị phản đam á, cái mình nghịch á, cái mình quýnh á, cái mình bị phản đam chết nghe hủ luôn. Ok, giờ mình phải kiếm lại một làm loại quét vô khác và mình đang đi bay kịp Mosa đó. Mà thôi, cái mình quay luôn. Lúc này mình thấy cái chỗ này khá là đẹp nên mình quay cho các bạn luôn đó. Có cái chỗ bông hoa, có cái dãy nhìn thấy nó đẹp thiệt, nó dây leo, kiểu dây leo á, như một cái hang động. Mình tình cờ phát hiện ra cái hang này thôi, mình không biết có vô chọc được không. Ý mà mình đâu có đút lửa đâu, đút lửa hả, kết thúc không ta. Cái này đúng không? Ừ, cái này được nè. Ây, số 5 mà. Ý vậy, ôi, cái hang này hang giả bộ hả? Trời, nãy giờ là một đứng đợi. Ở cái này còn cái nữa nè. Ý, cái này giống cái hang hơn á. Sao tối thui vậy? Ý. Ý, cái hang các bạn ơi. Thì vô đây nó lắc một chút hay sao á. Cái này cái hang. Ôi mà nhìn ghê quá à. Nhìn ghê quá vậy. Ôi cái mà ghê quá vậy các bạn ơi. Nhìn sợ sợ sao á. Ý Body available. Ủa vụ gì vậy trời. Mới vô thấy mà gớm quá à. Mình sợ sợ đó nha, hù hù cái ngồi ré lên trong đêm. Cái này là cái gì hả ta? Ê, cái này đập nha, cái này là cái gì vậy? Thực sự là cái này mình chưa biết luôn á. Giống độc bàn tơ quá các bạn ơi. Ở trong đây sáng mà. Cầm trước đó. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Giống chơi game kinh dị quá à. Trời, cái này mình cảm thấy nó gớm gớm sao á nè. Mấy cái cục này chắc mình đi vô gặp con nhện chúa quá à. Mê sao mà cái gì đấy, cái MRK cũng là cái kinh dị à. Đừng nha, đừng nha, đừng để tôi ré nha. Ê, không phải body available là con boss nó sẵn sàng sụp mình rồi. Ê, cái gì đây, cái gì đây? Cái Africa mà. À, thông cảm cho mình vì mình không có đi biết cái đồ móc leo rồi các bạn ơi. Thì mình đáng lẽ là phải xây cái đồ móc leo thì mình mới có thể leo lên đây được. Hay là mình cũng có thể là cách đơn giản, nếu mình chơi mà chơi solo, chơi một mình, không phải chơi ở team á, của mình, thì mình cũng rất khá là đơn giản ở khúc này. Nếu mà không đồ đá thì nó hơi xa à, nhưng mình làm thấy cái gì nhanh mình làm cho các bạn coi luôn đó. Ê, cái này sao không được hả? Ơi, hơi bị kỳ nha. Trong đây sẽ nóc cho xây đồ. Kỳ vậy. Kỳ vậy, đáng lẽ là cho xây đồ nè. Không, nếu mình sẽ cầm theo cái móc câu á các bạn, là mình có thể bay lên đây và mình lấy được món đồ nè. À, cái supply này là cái supply thường thôi. Thôi để cho nó đẹp đi, mình cũng không có quan tâm vào nó lắm. À, mình sẽ quên và đi tiếp vào sau hang động cho các bạn coi. Mình không biết trong đây có cái nồi gì mà thấy cảm giác nó ghê ghê hay sao á. Ý, con voi ma mút bị trói các bạn ơi. Nếu mà mình chụp cái hình này, mình làm hình đại diện tập này, chắc các bạn nghĩ là mình đang chơi game kinh dị chứ không nghĩ là game Ark Survival đâu. Đây, cái hang động này nó đang nó bắt cái con nhện này nè. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái con voi ma mút bị con nhện nó chụp đầu. Đường nào, đường ra. Chết cha. Hình như đi vô tiếp hay sao á. Để mình đi từ từ.
mình không muốn chỉnh gamma vì gamma nó ghê hả, nó phá vỡ hết cái quy luật của game này. Ơi chấp cái con đường vô kìa, con đường vô, con đường vô chú ơi, cái này là cái khám phá mới luôn của mình luôn á. Nó treo, nó treo người các bạn thấy không, quá trời người bị luôn. Trong đây có một cái supply khác, chỗ này thì hết đường rồi. Cái này thì mình fly, mình coi thử nó có phải supply gì không. À mấy cái đồ ngon ngon, Junior yêu quay con ngựa, cái nó mấy cái đồ xịn xịn đấy thôi, cái đó thì không quan trọng lắm. Mà ghê thì chứ cái tổ nhện này, chắc mình gặp một nhện chúa các bạn nhìn nè, y như game The Forest á, gớm quá. Ê, cho tao ra đi, đừng dính dính dính. Đừng đừng có dính. Trong đây là cái gì đây? Có khi nào con nào đợi mình vô trong mà nó hù một cái là mình chết luôn á. Sao nhiều supply quá vậy? Mà không có cái con boss nào ghi boss available rồi mà ta. Có em nào sợ không? Để mình bay lên coi. Trong đây là nó bắt tùm lum con hết rồi. Đây là con voi nè. Nhiều cái lắm luôn á các bạn. Ghê thiệt chứ. Trong cái hang động tăm tối này. Ý chỗ này giống bị lỗi quá nha. Chết cha. Từ trong cái hang đó nó có cái đường lên mà đáng lẽ là mình lên được chứ sao nó bị lỗi luôn hay sao ấy. À, tút lút trong đó mà chui ra tới ngoài đây luôn. Hoa mình đi ra thì mình cảm giác nó ớn hay sao á. Hay là các bạn muốn trải nghiệm thêm một lần nữa. Từ cái hang động chết tiệt này. Ủa mà mình sao mình vô lại nó ghi là available ta. Mà mình đâu thấy con boss nào đâu. Cái này chơi game kinh dị với cái gì nữa. Đúng không? Đó. Mình đứng đây là boss available nè. Thường là chắc chắn boss nó sẽ ra đó. Chắc cho nó bị lỗi sao các bạn ha. Mà công nhận chứ cái game này mà thiệt chứ nó chỗ cho boss ra cái quỳ luôn á. Cái này thì mình có thể lượm cái hàng kia gì mình trồng cây ăn thịt ở trên người mình đó. Rất là ghê ở cái điểm này. Mà thôi mình đi ra đi, mình cũng thấy gớm gớm rồi đó. Vô hang động chơi game kinh dị hả. Ê cái gì vậy? Thì ra đây là cái bẫy các bạn. Để mình lượm hết cây này cho các bạn coi. Trong đây có bẫy nha. Ai mà không hiểu rõ về cái bẫy này là sẽ chết. Bất đất kỹ tử luôn á. Nó ghê thiệt chứ. Nó che bởi những cái cây này. Các bạn thấy không? Do mình đang mặc giáp á. Giống đập viên bóp quá. À, hiểu rồi. Hiểu rồi. Tại sao mình lại bị cung bắn? Thứ nhất là mình giảm vào bẫy nè. Các bạn thấy bẫy không? Mà đi chỗ này thì không sao. Ây da, đi chỗ này thì không, ở giữa thì không sao nha. Đó. Thì ra trong động này nó hay cái là nó có bẫy nữa chứ. Cái thuốc này là thuốc mê. Nó bắn cho mình xỉu à, cung này cũng mê các bạn. À, bắn quá trời bắn luôn. Y như đập beep bóp ấy. Rồi, tôi đã ra ngoài. Cảm giác khá là sợ hãi khi mà vô trong cái hang động. Đó. Trong đây nó có nhiều cái mới lạ ha. Ở đây có cái nữa nè.
What? Ồ, hang động này, hang động phê thôi, không có gì cả. Phết. Giả mạo. Này cái thác đó chứ. Trời, có cái này luôn, có cái này luôn. Nãy mà mình không mặc cái áo giáp à, giáp chống ăn thì chắc mình chắc chắn là mình đã khủy gối ở đó rồi. Đó, mình đã bị độc, cái độc này nè. Nếu mình không có cái áo giáp này là có nghĩa là mình đã xỉu lâu rồi đó. Ồ, không ngờ cái hang động lại có nhiều cái hay như vậy ha. Cũng là điều bất ngờ đấy chứ. Rồi được rồi, bây giờ thì mình sẽ định đang chế tạo mấy cái súng rocket ở trên mình con web vô với lại làm baby con cá đuối khổng lồ, cá đuối boss lần trước cho các bạn xem ấy. Tập hôm qua là định làm rồi mà mình quên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bay trở về thôi. Rồi cái hang động đó không ngờ mình cứ nghĩ là boss nó ra mà nhưng không có boss ra. Nó đa phần là bẫy không à. Mà cũng khá là ghê, mình vô mình lượm mấy cái supply thôi mà ta. Supply không mà làm gì mà kinh ghê, ghê gớm quá vậy. Với lại bắt mấy con cá hôm qua vô về ổ các bạn. Về khu khu sinh thái. Mà con này không thể bơi dưới nước được. À đúng rồi, có nhiều em kêu anh thôi anh lấy con cá đuối đi, anh đi càng quét bọn bọn mực khổng lồ dưới biển. Mà thấy cũng ý kiến khá hay, để tới mình điều khiển nó đi. Con đó thì nó càng quét thì khỏi phải nói rồi. Một phát một là chết cả trăm cả ngàn con luôn á. Coi như là không có địch nổi với sức mạnh của nó đâu. Giờ trước tiên mình phải về nhà mình chế rocket rồi trên lần kêu chế nguyên một cái gọi là cái căn cứ ở trên cái con chim này nè, mình thấy cũng khá là vui á. Nghĩ cũng khá là ý tưởng khá là táo bạo rồi, mình cũng thử làm coi được cái gì không. Mình sẽ cần trở về mình để mình lên cái teleport á. Để mình bay qua bên kia và có cái Ozyad Crash. Này, chim hả? À, con chim đen của mình lần trước. Ủa sao mày nó đẹp chứ ta? Bữa nhớ mình bắt con màu trắng mà ta. À, bây giờ chúng ta cần bay trở lại. Tại vì con quét chỗ cũ mình có cái chuồng sắt trên người đã bị tiêu diệt. Mình đi kịch đó bị mấy con kia đi giết chết luôn rồi. Không ngờ mấy con này còn bị giết nữa là mình cũng khó hiểu. Mấy con này thường rất là trâu mà bị hễ gì cách dễ dàng. À, mấy đứa cá mập hôm qua nè, mình mới phát hiện ra được là con quét vô của mình có thể câu được con chim đại bàng luôn á các bạn. Nó đang bay nha mà mình có thể câu được con chim đại bàng luôn, cũng khá là ghê gớm ấy. À, mày phải đi qua kia với anh. Đấy, mày đi trước đi, anh đi sau, anh đi qua bắt cá mập đó. Hey, teleport qua bên đây, đi trước đi. Bye bye. Mình qua mình. Oh, what the fuck, sao cà rốt lại mập ở đây các bạn? Hả? Vui vậy? Ơ trời, tại sao cà rốt có thể mập ở đây được ta? Hay là do có con ngựa? Nó ỉ, nó ăn cà rốt xong rồi nó ỉ ra rồi có hột cà rốt trong. Ồ, mà cà rốt làm gì có hột? Cà rốt làm gì có hột? Phải thiệt chứ, sao mà tự cà rốt mọc anywhere thế này? Bắt con nào trước nhờ? Bắt cá mập trước đi. Bắt cá mập bắt cá mập. Rồi, ok, cho em cá mập qua hồ nhân tạo của mình, hồ của mình trước. Mai hoặc mốt mình sẽ đúng rồi, mình sẽ định quay cái hồ thủy sinh cho các bạn coi, hứa mấy bạn mấy lần rồi mà nhiều bạn gần như đã quên rồi. Mình cũng định up lại, định quay mà sao mình cứ ngập ngừng quay. Cảm giác nó như thế nào ấy, cũng mang suy nghĩ có nên quay hay không. Với lại mình thấy game có một cái game mới cũng khá là nổi mà nặng quá mắc quá. Cái game gì Shadow of War phúc ta, game mới bán cái Steam 60 đô, game quýnh mấy thằng ọt bạn, giống game mà chú tệ những chiếc nhẫn à, là giống phim á, cái game đó. Không biết các bạn có biết cái game đó không, cái phim đó không? Mình thấy cái rất là hay luôn mà, nhưng không biết có nên chơi mua gì chơi thử không.
gì trời. Cấp qua đây cũng bơi dưới hồ đi ông tướng. Ôi, ông này nó bị sao à? Tại sao mày cứ muốn bơi bình thường không được à? Đấy. Coi coi, mình ở trên bờ mình có thể thấy được nó không? Bắt thêm nhiều con nữa mới để mới đẹp chứ. Không, mình sẽ cho nó đi tự do các bạn ha. Mình sẽ cho nó bơi tự do thì có khi mình thấy không thấy thì nó mới hay. Cá mập mà đâu phải muốn thấy nó là dễ đâu. Cái gì cũng phải có quy luật chứ đó. Ôi trên đây có hoa luôn. Ôi có thể lượm được cái hoa này luôn, ghê vậy. Ê. Ờ có cá hồi luôn nè. Có cá hồi đồ này nọ luôn. Wow. Hồ này cũng ngon ấy chứ. Mà nhưng ở trên đây thì khó. Hay là mình có thể thiết kế ra một cái phòng kiểu như là phòng kiến á, thông từ trên trời xuống á. Thì mình giải bộ mình cái phòng nó phải hút nước. Hình như trong đây có chế độ hút nước á, mà mình không biết cái nào hút nước nha. Nó có thể hút nước được ở trong cái hồ này, ở trong cái hòm mình có thể xây dựng xuống mà mình có thể ngâm cá được kiểu vậy. Đó, chúng ta thấy cá mập ở dưới rồi thấy không? Khá là tuyệt vời. Nãy giờ mình làm gì nữa ta? Quên mất tiêu rồi. À, quay quay đi lấy ít đồ để làm căn cứ trên cái lưng con này. Thì mình thứ nhất mình cần cái gì? Cần cái này. Cái này làm sao đây? Cái này thiếu stone à? Stone đá đâu? Cái này mấy cái xích dùng hết đi. Wow, mặt giống quá trời luôn. Stone à? Ôi quá trời. Cái này như là cái miếng lót, cái lót nền thôi. Nó chỉ ốp lên cái này. À, mình cần khá là nhiều á. Ok, mình sẽ chỉnh Solomon 1 tỷ lên. Tôi chơi thôi 100 là mát rồi, không được lên nữa đâu. Solomon 1, ok, mình lấy tạm bấy nhiêu vậy. Ơ, à, mình vừa lấy cái gì đấy? Con cá mập này bơi tứ lung tung hết vậy. Bơi tự do thôi, không bơi theo tao. Nó bơi nhanh quá đó các bạn. Bơi vừa phải chứ sao mà nhanh quá vậy. Rồi, tiếp tục công đoạn chúng ta chế tạo. Chế tạo khu rừng, cái cơ sở khổng lồ trên lưng con này sẽ như thế nào? Ủa sao có 15 cái mấy vậy? Đùa. Hình như mình có sẵn. À đây rồi. Thì số 5 không xây được. Ok, vì nó chưa có phâu thôi. Giờ mình sẽ làm cái phâu cho nó. À, trong con này hết cái phâu rồi. Ok, mình sẽ lấy thêm phâu ở ở trong đây. Khá là dễ mà. Phao 14 cái quá ít. 74 cái, ok, Solomo thôi các bạn ơi. Rồi, ok. Ấy. Mình vừa thấy cái gì đó đỏ. Năm mươi lăm cái hả? Ok được rồi, lên thử coi. Căn cứ quân sự ở trên lưng con này nghe thấy nó hấp dẫn quá. Cái con này thì phải chừa ra một góc. Fly lên đi. Đứng im không? Chỉnh cái mã này nó không cho xây các bạn ạ. Xây nó khó khó thế nào ấy.
Để canh chuẩn cái này thì nó quá khó đi. À mình có cách rồi. Con này khi bay thì nó sẽ giữ vững được cái độ độ này, nó chỉ nhúng lên nhúng xuống thôi. Chúng ta có thể dễ canh hơn. Hơi khó rồi đây, cái này khó lắm. Cho mà nó đứng cứng cứng luôn thì nó hơi bị khó đó. Ok, mình cảm thấy rất ổn rồi đó. Rồi, ngon. À, chỗ này thì không cần xây lên trên nữa đâu các bạn biết sao? Vì đơn giản là mình sẽ không muốn vướng tới con quét dồ. Chắc chắn cái này sẽ xây được rất là rộng. À, một cái ngôi nhà bay hả? Một ngôi nhà biết di chuyển, biết bay hả? Hơi bị khủng quá nha. Khá là khủng bố luôn á. Để súng ống trên đây thì còn gì bằng nữa các bạn. Tránh nhà, tránh mưa luôn, tránh mưa, tránh bão luôn. Gì mày? Mày đang bay mày sao mày đậu cái ạch xuống vậy? Lần trước là mình làm con rùa, nhưng mình chỉ làm cái sân đậu thôi. Lần này thì không biết là mình đang làm cái gì đây. Nó yeah, too many struck on phantom là quá nhiều cái đồ trên lưng con này rồi. Có thể là cái vật nặng con này không thể đủ. Quay con này có tỷ mà nghĩ sao rồi. Kỹ ta, nó bị giới hạn rồi các bạn ơi, bị giới hạn à, không thể kiểu như xây cái quá lố trên này được, nó bị giới hạn lại cái diện tích của nó rồi. Mình không thể nào mà mình xây vượt quá cái giới hạn có thể xây trên cái lưng con này, cũng khá là buồn. Mình nhớ xây rất là rộng được trên cái lưng con này mà ta. Nguyên một cơ sở gọi là cơ sở khổng lồ luôn á. Thôi thì mình lấy một hàng này thôi vậy. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cần một làm một cái lò cái này ra một chút. Chế ra mấy cái hàng hay. Đó, chỗ này sẽ để rocket đồ các kiểu. Chắc là ok chứ nhỉ. Rồi vậy các bạn thấy y như cái của Stan khổng lồ rồi. Rồi cái chạm bay khổng lồ luôn á. Là nó chắc nó giới hạn cái này rồi. Định làm cái vương quốc khổng lồ trên đây nhưng là nó khi không thành công lắm rồi. Nhưng người kệ đi. Tạm chấp nhận nha. Này nó cho mình được nhiêu cái ha. Để mình xây đỡ được nhiêu cái hay bị nhiêu cái. À, số 5. Too there too many too already many check on long term. Ok quá nhiều rồi, cái này là bị giới hạn lại rồi. Mình cần lấy ít khẩu canon gắn lên cái diện tích con này chơi cho nó đã. Ây 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 đó, quá tuyệt vời luôn. Một cái con quét dồ thuộc dạng bá nhất thế giới rồi đó. Đi một cách nhẹ nhàng luôn các bạn. Mình về mình lấy súng đó. Chế nào rocket tên lửa để trên lưng con này. Do Megalodon vừa kêu lịch. Ủa? Sao con Megalodon của mình lại bị chết vậy? What the fuck?
Ủa sao bị chết ta? Ủa kỳ trời. Con nào dám giết con Megalodon của mình ở trong hồ đó vậy? Ủa sao nó tự chết được ta? Phải có cái gì tác động lên nó mới chết chứ. Chắc chắn là không bỏ đói rồi, mình bỏ thịt cho nó rất nhiều và cái con cá mình không sử dụng nó và mình để bình thường thì nó cũng khó chết lắm các bạn. Tại sao lại chết nha? Metal ingot hả? Cái này đạn canon. Ok, chỉnh sửa logo này. Xong quá hả? Nhanh dữ hả? Đây, qua, 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 qua. Cái này là chế cần gì metal hả? Ơi sao metal nhiều dữ rồi ta? Cementin, ô cái này khá là nhiều. Làm cho đuối người luôn. À, Cementin Bay hả? Ủa, Cementin Bay ở đâu ra nhỉ? Cementin Bay nè, bỏ cả mớ qua mà ta. Mình chưa bỏ thì sao á? À, đúng rồi, chưa bỏ. Ủa, chứ nãy mình bỏ cái gì ta? Quá trời. Rồi, ok. Đấy. Công cụ gắn súng ống lên người con này cũng được rồi. Con này chỉ được bấy nhiêu diện tích thôi, hơi buồn một chút mà nhân thôi, bấy nhiêu tạm ổn các bạn ơi. Mình đừng mong nó quá nhiều đi. Quá nhiều cũng tội cho nó gắn đuối luôn. Ồ. Oh, bị giới hạn rồi nè, nó không thể mang vác quá nhiều cái trên lưng rồi. Cầm lưng nó rồi đó, nó cần phải tháo chút xuống, mình mới tháo một chút xuống rồi để mình gắn mấy khẩu súng này lên. Ồ, ở ngoài đây nó bị giới hạn quá ta. Đấy, các bạn có thể gắn được súng ống trên lưng con này, nhìn nó đẹp ha. Ủa nãy mình để nó có chỗ xanh mà. Đấy. Chiu 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 chiu. Rồi, canon. Tiếp theo là canon. Hai khẩu canon hoành tới tràng đây. Chiến luôn á, con này là chùm chiến luôn á. Super chiến luôn. Ở bên 25 gì? Ngon. Quá trời ngon luôn. Đó, đạn đồ điều khiển phê luôn. Đó, Basilisk nè, đó mình trỗi lại trước. Nó con nào mà chạy được. Rồi, cái này đang chơi mà rớt xuống chỗ này là hơi bị nguy hiểm nha. Đó. Bạn thấy không? Nguyên một cái thành gọi là đi quýnh lộn là cần hết cả thế giới luôn á. Ủa sao con cá mập của mình chết thế nhỉ? Kỳ quá ta. Con mấy con đó vô sao mà chết được ta? Ôi, ok, chúng ta sẽ đi làm baby con cá đuối thôi các bạn ơi. Wow, trời ơi, bảy con này nguyên một cái thành khổng lồ. Thử con Gigant coi, túm con Gigant được không?
Ok, đợi xíu coi, đợi xíu coi, bắt con này cái. Ê ê ê, tí quá, tí quá. Rồi, xong luôn. Oh shit thật. Gãy súng của bố rồi. Súng tao. Con cờ hó ghi gạt. Con cờ hó ghi gạt. Mày đập súng của tao hư một cái rocket rồi. Hư đồ các bạn ơi. Chưa kịp chơi nữa. Nó biết bỏ cha nó cho rồi. Rồi giờ nó lát luôn, nó lắc rồi nè. Trời, các bạn nhìn nè. Ê, ê, không biết cái này nó có xây được bự không ta. Mình có rớt không? Ê, chỗ này vẫn rớt mà. Sao này vẫn chính được? Làm cả vương quốc khổng lồ ấy chứ. Xây lại có nào. Xây thêm được không? Cũng không cho thêm. Easy hát luôn. Rồi, mất tiêu một bên súng rồi. Thôi kệ được rồi các bạn ơi, chịu khó vậy. Đắp lại thôi chứ. Biết sao giờ. Rồi, mình phát bay đi quay vào công viên của mình tưởng thú mình chết nữa chứ hết hồn luôn. Hết sợ hồn luôn. À chết cha, còn trứng rồng băng nữa chứ. Chết 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 chết. Ôi làm lẹ luôn đi. Chết rồi, nãy giờ mình đi tò mò, đi quậy phá tùm lum hết mình. Còn chưa đi con rồng băng, hôm qua mình mới bắt nữa nè. Đằng này chắc là một tiếng rồi, đầu tuần các bạn. Video tiếng các bạn chẳng bao giờ chịu coi hết đâu. Coi thằng nét không à. À bây giờ mình sẽ bay hướng nào đây ta. Rồi, mình đang đúng hướng rồi đó. Đúng hướng của đồng bằng rồi đó. Quá chưa lượm trứng nha. Ôi, chỗ này sương mù quá trời. Rồi, thấy rồi. Ê, chỗ này đúng không? Đâu chỗ này nè, mình nhớ đâu chỗ này. Không phải luôn. Hoặc hay là trên đây. Thấy chưa? Lại lạc đường rồi. Hướng này là chắc chắn rồi đó. Chắc chắn 900.000%. Vô lượm cái trứng rồng ấy chứ. Tất cả bỏ qua chiến đấu. Mày canh trứng rồng được lắm cu. Rồi. Coi có rồng băng nào hồi sinh lại qua bắt mình không? Không có, ok. Đi con rồng băng, con rồng này thôi. Tại vì con rồng này đau mắt quá nên mình sợ các bạn không chịu nổi. Con này đi nhanh quá. Ôi, quét đi cũng khá là ghê đó. Không phải nhận thua đâu. Nhà mình bên khúc này phải không ta? Bay không lại. Mất con quét vô này là học được đâu nha. Công sức nãy giờ ngồi nghịch cái lưng của nó. Đi đàng hoàng mày, sao mày đi kiểu ngu ngu không vậy? Nhanh lên coi. Ôi, bá bay chậm ghê thiệt chứ. Bà này bay y như là cái tên lửa. Nhà nào quét con cá gần chết rồi nè. Dĩ trời. Con rồng này đẹp thiệt nhưng mà nó bị một cái là mình khó nhìn quá. Mình đã lượm được cái trứng rồng băng rồi. Mình không hiểu sao con cá mập của mình lại chết.
Hồ này cạn quá hả? Hay là do nó bị lát, nó bơi 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 các bạn? Nó bị lắc, nó bơi 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 cái kiểu là nó lên bờ rồi nó chết luôn á, mình cũng nghi nghi cái kiểu đó lắm. Mình nghi cái kiểu là bị cái kiểu mà bơi nhanh quá cái nó bị lỗi á. Bị lỗi cái là nó bị bơi thẳng lên đây luôn. Chứ mà với cái hồ này sao mà nó chết được? Đúng không? Mình sẽ đặt một cái teleport ở đây, mình teleport cái gì? Mình nghe tiếng giống con nào quýnh quá vậy. Cái này là cá rồi, của cá. Ok, sẽ để cho cá thôi. Con này bơi khá là nhanh. Còn chiến dịch Mosa của mình nữa. Trời, còn cái trứng rồng này giờ phải đi up hả ta? Con rồng băng này hay để từ từ up ta? Còn tới còn lâu mà, lo gì, thôi từ từ up nha các bạn. Mình đi làm con baby con cá đuối trước. Trời, đi giết nhau nó cỡ quá trời việc phải làm luôn. Để mình fly lên coi. Thứ nhất mình đi bắt con cá kia đã. Mình bắt một con Nanjutsu về làm baby con cá đuối khổng lồ thử coi. Tại vì con cá này khá thú vị, nó làm cho mình biến thành khổng lồ luôn, mình thấy nó thú vị thiệt. Đi cũng khá là nhanh. Mình ở dưới cái hồ trung tâm này luôn nè. Đi cái này gặp refin đó, mình càng luôn cho nó xong. Bữa mình gặp ở đâu dưới cái hồ dưới đây nè. Và có con grab to đỏ kìa. Wow. Có một con gì mega hả? Mèo. Mèo hay là mega vậy ta? Hình như là mega raptor các bạn ơi. Để mình coi nó giết con kia xong đó coi. Khá là mạnh luôn, một con raptor đỏ lửng luôn. Mega alpha luôn hay sao? Con này raptor thường thôi. Mèo raptor thường thôi, con kia nó cân hết hai con luôn, các bạn thấy ghê không? Máu cái con này tàn hai mấy ngàn không mà nó đập một mình nó thôi. Ghê trời. Lắc kìa ta. Mình bực mình không đọc được cái tên của nó mà khó chịu quá. Học quá khó bắn chúng quá. Ôi gần chúng ơi. Ok mèo alpha raptor con này khá là đẹp. Này rất to thường thôi, mình cũng không quan tâm. Wow. Đỏ như lửa luôn. Tại vì dòng này là dòng alpha. À được rồi. Vì khá tò mò nên tao muốn bắt mày thôi. Nhiệm vụ chính là đi kiếm ra cái con kia thôi. Ủa kỹ ta.
Hôm trước mình thấy trên đảo này mà ta, sau này nó mất tiêu hết rồi. Cá đuối khổng lồ khổ lắm rồi. Cá đuối khổng lồ rồi ta. Mình nhớ đâu khu vực này nè các bạn nhớ không? Lần trước mình có bắt á. Mà sao giờ không thấy con nào hết vậy? Mấy con boss này cũng tự động mất đi rồi trời. Tự động sinh ra và tự động mất đi vậy? Cái quy luật gì thế này? Ây à. Nghĩ sao không thấy mắc được baby cho các bạn xem con này ta khá là đẹp á. Kiếm đâu ra thêm một con nữa thôi đi mấy thím ơi, mấy thanh niên đừng có làm càng, để tao lên coi. Ở đây cũng có cả mớ khủng long luôn với đâu chứ. Cảm giác như mình bị lừa sao á, nó lừa mình rồi nó chốt đi hả ta. Mình thấy ở đây nhất quyết nó phải ở đây chứ, sao mà nó có thể đi được chỗ nào ta. Ở trên cao này mình có thể thấy được chứa độc nước nè, nếu mà nó có nó là nó bự lắm. Ồ, dưới này sương mù không à. Nó bỏ đi, bỏ đi. Sương mù nhìn thiệt phết luôn á. Rồi, mất hết mấy con cá. À, đây rồi, may quá các bạn ơi. À, dưới kia con kìa. Wow. Con mình là đực hai cái đây. Con mình là đực, thì dọc này một cái. Ok, female. Thương rồi, thương rồi, thương mình rồi, thương mình rồi, trời thương rồi. Đừng có tới làm càng, công việc của anh là để nên bắt con này. Để mình thử lại, fly lên mình bắt lại con này, coi cái nó có được không ha. Ở dưới khá là nhiều raptor luôn á. Cái con này mình nhớ mình không đút cho ăn được lần trước á, không biết lần này như thế nào. À, nó cũng có chịu cho fit nè, boost thêm fit nè, mà mình không thể sử dụng cái loại thức ăn nào để có thể bắt được nó hết. Nên là do mình nghĩ là bị lỗi thôi, thấy chưa, không có loại thức ăn nào có thể bắt được nó hết. Cá hay bất cứ cái thịt gì luôn nè, thấy chưa, không có được cái thức ăn gì mình bắt có thể bắt được nó luôn các bạn. Thịt đùi hay bất cứ cái gì đây, để hết cho các bạn luôn. Trái cây cũng không luôn. Rồi tới cái thịt gì nó cũng không ăn hết á, không thể bắt được nó bằng cái gì. Con này force stem. Hay là nó ăn thịt, nó ăn ong đó. Ăn vật ong đó các bạn. Mình cũng không rõ lắm về cái loài này. Cá đuối bình thường ở dưới kia là mình cho nó ăn cá là nó mình đã bắt được nó rồi. Ê, con này có sừng. Con kia cũng có mà. Ok, đi về thôi cu. Ồ, hắn bị kẹt. Ok, pick up mày luôn. Nó bị kẹt. Ta điều khiển mấy con mày bị kẹt không? Ủa, điều khiển đâu có kẹt đâu. Có trái tim rồi, ok, được rồi. Ờ, trời dễ mất máu kìa. Hy vọng là mày đẻ con nha, đừng có đẻ trứng là mệt lắm á. Rồi, mình đi về luôn, đi hai đứa. Wow, người khổng lồ đang cõng một cái con khổng lồ. Quá đã. Chết rồi, tập này lại làm dài dòng nữa rồi. À, muốn làm ngắn cho các bạn coi cho vui thôi mà làm dài quá. Hy vọng các bạn coi hết video coi như là ủng hộ mình lắm rồi ha. Phải đi mới về nhà. What the fuck, nhà mà đâu?
Sương mù dày đặc đây, biết đâu đường mò. Wow. Bây đi con này cũng khá là êm các bạn ha. Bay được đến trời luôn. Có cái màn xanh xanh tia ra nhìn đẹp. Con này à, để nó bên kia đi. Con hổ trắng của mình mới chết rồi các bạn ơi, mình không biết nguyên nhân luôn. Mình hôm bữa mình cho ăn thức ăn đầy đủ mà chắc do mình chỉnh slow mo, mình nghĩ nó máu hồi không kịp á nên nó chết, nên chắc chắn là bị đó rồi. À, rất là buồn. Đó bạn thấy không, hàng này có thể làm mà làm baby. Mình sẽ ấy mà mình làm trước cái này chứ. Enable rendering. Rồi. Con nào sẽ là con cái rồi, ok, con này sẽ là con cái. Mình không dám chỉnh mã chạy nhanh nữa rồi, mã nhanh mình làm đồ thôi. Mười bảy phần trăm, 18%, ok, chỉnh một chút đi. Thôi, nó quá nhanh đi các bạn ơi. 2 phút à? Ok, bầu. Rồi, để nó nhanh quá mình cũng sợ nữa. Nó không ỉa ra con nó cũng mệt lắm á. Sao nó bị lỗi thôi. Không biết nó đẻ ra con hay ra con rồi chết cha, không biết là con nó có chết không ta. Không biết là con nó có chết không thế này. Mình sợ ra con chết luôn cái tiêu luôn. 8 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Bẹt. Đâu rồi. Rồi, bị lỗi gì rồi, chết rồi. Bị lỗi sao các bạn ơi? Hay là nó bị rớt xuống đây rồi? Ithyrocorus. Ờ, lỗi rồi, lỗi rồi. À, đi lên, đi lên, lên, lên. Mình sợ bị rách game quá. Ở dưới đó có một con gì đó mình không thấy rõ lắm, nhưng mình sợ nó bung game quá. Thôi buổi sau chắc mình cho nó làm ở dưới nước đi các bạn ơi. Ở trên bờ hình như để nó bị chết mất tiêu rồi. Vừa ra là chết luôn á. Nãy vừa ra các bạn thấy máu xịt không? Vậy là mình bị thất bại rồi. À, thiệt tình. Con này nó ở dưới nước, bữa sau mình ra biển mình làm mấy con này thôi, chứ tập sau mình sẽ cố gắng làm sớm. Với lại ấp trứng rồng cho các bạn xem luôn. Ấp trứng rồng băng ha. À, bây giờ thì mình sẽ đi bắt một con gọi là chúa otter, king of otter luôn, bằng những cái khẩu súng vật dụng khá là đi cùng. Rồi, khá là buồn. Rồi, con T-Rex của mình bắn không dính được luôn nè. Rồi, xích được con này luôn mới ghê chứ. Xích được nó luôn. Đang bị xích, anh đang bị xích, mình không thể cưỡi được. Hả à, chưa? Đang bị xích không thể cưỡi được con nó luôn. Ghê thiệt chứ. Đó, hết xích rồi mình có thể cưỡi được. Con này đi quá là nhanh đi. Đó, mỗi lần mình đi ra là nó phải di chuyển như một con điên như thế này. Để bắn xích lại coi.
Đáng lẽ là vô cái xích chân nè. Nói chơi mình không thể ride được nó luôn các bạn. Nó vô xích cái chân á. Tập này mình sẽ hạn chế đi là cái này. Tại vì con này khó nhìn quá. Nên mình chỉ bắt làm cảnh cho đẹp thôi nha các bạn. Tập này làm quá trời cái luôn. Bây giờ mình phải đi bắt Otter cho các bạn coi. Con Otter bá đạo ở trên vùng cực bắc, phương nam, phương tây gì biết khỉ đâu. Nó ở khu vực bên đây nè. Ý, hai con baby luôn. Ơi, phải baby không ta? Hình như con đó là con baby á. Đúng rồi, con Adolation là baby rồi. Wow, con này nó bự. Cái nạn gì nữa vậy trời. Thiệt chứ bị quýnh hoài. Bị quýnh, bị hiếp hoài. Thằng máu này cho mày sống chứ con này chết hoài các bạn ơi. Bị mấy con thường cắn chết luôn mới đâu chứ. Rồi, ok, chết rồi. Mình sẽ tắt nhạc khúc này. Cái con gì đây trời? Con gì ghê nè. Con tết giáp vàng là một. Con rắn chùm các bạn ơi. Con chùm rắn luôn. Con này là mình không biết luôn á. Không trong dự định của mình luôn. Nó vừa spawn ra luôn mới ghê chứ. Xào bắt. Rồi mà nó khó nhìn quá à. Mấy con mà khó nhìn mình là biến bắt lắm. Thôi được rồi, con đó để sau đi. Nếu các bạn vẫn hứng thú với con đó thì mình vẫn bắt cho các bạn coi. Nếu các bạn thích con đó thật nhiều thì đừng quên like để lại cho mình biết, comment ở dưới ha. Để vào tập sau là mình mới vô thì mình sẽ đi kiếm nó, mình hốt xác nó đầu tiên luôn. Bây giờ mình cần phải đi kiếm em Otter thôi. Em Otter này được gọi là em Otter đế vương nha các bạn. Vì sao đế vương thì các bạn hãy đợi trong chút lát. Chúng ta cần phải find nó đã, kịp nó đã. À đây rồi, không phải đi xa. Đây, tại sao mình gọi đế vương? Thứ nhất là nó có cái vương miện trên đầu. Có Haki bá vương. Đó, các bạn thấy không? Nó đang sinh sống ở cùng nhau một lũ nè. Ở trên cái hòn đảo mini. Ý, con này bắt sao nhờ? Con này không bắt bằng súng được. Nó có hiền không vậy? Chắc lò này hiền, lò này chắc không quýnh mình đâu. Gì đây? Nó đi quá. Ở lại coi. Giờ này còn đi nữa. À ok. Ok, mình biết nó bị cái gì rồi. Là mình phải bắt cá nữa các bạn ơi. Cái này hơi bị căng á, hơi bị căng luôn á. Cái hồ trên này khá đẹp. Bị căng làm cho đúng cốt truyện vậy. Ok. Mình cũng khá là dễ dàng thôi, mình sẽ bay ra sát bờ biển, mình bắt một con Ichthyosaurus. Thi gì đó, con ít thi ít thôi. Bờ biển thì khá là nhiều con đó nên mình không có sợ thiếu. Đây đây, mình mới vừa nói đây. Ôi, cái rồng này đẹp quá ta. Rồi, cái rồng này đẹp ghê luôn á. Mình đang kiếm cái rồng này để mình bắt mình đem về hồ cá của mình. Nó đạn, ok ok ok. Bắn lại nè. Gì trời. Nhạt nhẽo gì đây. Chết luôn ông nội ơi. Chết nó luôn ông trời. Yếu vậy nè. Ok. Cá đúng không? Mày ăn cá đúng không? Đây, cá của mày đây.
Ok, theo tao lẹ lên. Chúng ta cần phải đi bắt đi đi hoàn thành tốt Hunt and Retreat nha cu. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Nó đang bay qua các bạn. Cũng khá là gần nên mình cũng làm lẹ thôi. Mình rất thích bắt bắt kiểu này chứ bắt Fortem mình không thích. Tại vì mấy con mà mình bắt được thì mình phải bắt mặt của game mới chơi mới hay. Chứ mà mình đã có súng thần công mà mình bắt kiểu mã thì nó chán lắm. Từ khi những con mà mình không thể sử dụng cách bình thường để bắt được mình mới dùng mã thôi. Lẹ lên con Otter đó, mấy con này mà đi hết thì mệt đó. Qua chưa, qua chưa? To quá, to quá. Ok, xuống đây. Đúng rồi. Cảm ơn em. Đây 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 cho, đây cho. Khổ ghê thiệt chứ. Mình thích con cá này điểm đó. Một con ô tô lửa đã xuống nước rồi, nên mình xuống luôn. Ok, bắt khá là dễ dàng. Ê, mình có thể backup được ô tô luôn các bạn ơi. Tập sau thì mình sẽ xin làm lại cái con cá đuối nha các bạn. Tập này mình có vẻ mình bị thất bại rồi. Mình để nó trên bờ nên thành ra nó chết luôn rồi. Tập này bù lại cho các bạn là mình có đã bắt được em Otter Hoàng đế. Wow, lửa luôn. Khá là ngầu nha. Chở về bằng đường này mới chất. Con chim này thì mình để nó ở đây đi, không cần để... Wow, cào hoàng đế chúng ta đi về cái hồ. Đó, các bạn thấy đã không? Có nhiều con như thế này bắt chơi sướng à. Đó. Chở hoàng đế Otter về. Nhìn ngầu chưa? Ngầu như trái bầu luôn. Trái bầu gọt rồi luôn. À, về với vương quốc thôi. Vương quốc của mình ở bên đâu ta? Bên đây. Quá trời đã luôn các bạn ơi. Vương quốc khổng lồ có súng ống bảo kê nữa mà lo cái gì. Đấy. Yeah, càng đã không? Bự xà lự luôn. Yeah, cái hoàng đế, cái gì, cái vương quốc ở trên cao của mình. Cái này mà xây bự ra được nữa thì mình xây nguyên cái tòa nhà khổng lồ rồi. Nhưng mà rất tiếc là nó không có cho xây nữa. Nên mình không thể làm gì thêm. Ủa? Sao có thể xây được cái trụ này ta? Cái này cũng xây được nè. Ê, có xây được cái gì nữa không ta? Mấy cái phâu nè, lỡ biết đâu xây được sao? Mấy này nó không cho xây, nó khộp ghê ta, nó không cho xây mấy cái này. Đó, con này không biết có chiêu gì để mình thử coi. Right chứ. Chu cắn, chu cắn, chu trái là cạp 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 cạp. Chu phải. Wow. Ôi, chiêu đẹp chưa? Thấy kịp ăn không? Ăn không? Ăn ống. Ăn ống. Ơi, dễ thương quá à. Ơi, nhìn chiêu C của nó này các bạn. Bắn nguyên một nùi pháo bông luôn. Trời ơi, cái con này thiệt tình chứ bắt nó dễ thương. Ai nỡ mà cầm nó đi cú lộn trời. Ôi, dễ thương quá à. Ôi, mà dễ thương chịu không nổi mà luôn á. Để cho xuống đất đi. À, được, được quét vô cung phục chở đi chơi mà. Ở
nhảy xuống luôn rồi hả? Lẹ hả? Right. Tang 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 tang. Ôi bả đi nhanh thì thôi luôn á, trời bả nhảy cao kìa. Ôi. Quýnh thứ coi mạnh không? Chiêu C coi. Không gây đam, bắn pháo bông mà. Ăn không, ăn không. Ui quýnh cũng mạnh ghê luôn á. Mà đấu tăng gì đâu mà quýnh được 200 mấy chục ngàn luôn. Otter lửa. Otter lửa mà có vương miệng nữa chứ. Con này là Otter đế vương luôn. Ồ quá trời Raptor kìa. Raptor ở trên cái khu vực này khá là nhiều luôn. Ăn không, ăn không, ăn không, ăn không. Không ăn đâu. Mày. Mày. Mày ăn hiếp. Ăn hiếp người ta hả mày. Ôi sao cái khu vực này Raptor dữ quá trời. Ôi mình phải càng quét bớt thôi. Lỡ mà vô cái khu vực này là tiêu tùng. Mày hả bưởi. Raptor. Raptor. Chơi với tao. Kẹt. Có mấy cái cây tàu lao này ta. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Ôi nhảy cao ghê các bạn. Tùm 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 tùm. Bấm. Đi luôn. Không biết nó chơi lại em kia không ta. Mà thôi mình để tự. Không giết đâu. Con này mình nên bắt chứ. Giết thì uổng quá. Cái khu vực này cũng khá là đẹp các bạn ha. Bằng phẳng nè. Mình có thể xây thêm một cái công viên để nuôi mấy con khủng long bằng cỏ. Cái này thì mình rồi con này là cho ăn thuốc súng rồi các bạn ơi. Không thể quýnh bình thường được rồi. 47.000 turbo ha. Mình có thể best shit cả đi. Mình có thể bắt được nó. Ok, ảnh không chịu nổi được súng điện. Là mình chỉ cần bỏ trái cây vô thôi. Cái này mình biết. Rồi, tìm mình khá là lâu. Con này được bị gỡ bỏ cái đầu. À, vẫn còn cổng cái đầu Manticore nè. Con này stamina tụt giảm mà sức đói lại không có ha. Ăn cái trái này vô nó đói bụng liền. Cái trái nó thích nhất hình như là trái tím hay sao á. Mình nghĩ trái tím nó thích ăn nhất nè. Cái phần trăm effect của cái trái tím hình như là ngon nhất của nó thích ăn. Quá được rồi. Mình bắt em Otter là mình thấy vui rồi. Otter cực kỳ dễ thương luôn. Ê, không có biết cấp mày đâu. Rai là đủ vui rồi, các bạn thấy con này đẹp không? Otter lửa luôn á nha, không phải Otter thường đâu, thường thì nói làm gì. Đấy. Ăn không, ăn không, ăn không, mình thấy cái này mắc cười quá. Ăn không? Dạ không. Nó kêu ăn không? Dạ không. Dễ thương quá các bạn ha. Ây da, sao mình đây không đi được vậy? Ây da, mình đang bị lỗi rồi. Tại vì mấy cái con nhân vật mà mình thứ nhất là mình đi vô nhân vật của nó đó, mình dễ bị cái này lắm. Cách mà mình phá thì mình cũng biết cách. Nãy giờ mình bị rớt xuống hoài à. Đi yếu mà. Fly coi. À, mình sẽ bỏ cái áo này ra. Ok quên. Ấy chết không được luôn ta. Wow. Khá thú vị. Rồi mình bị cái này hơi mệt rồi đây. Bị cái gì vậy ta? Ôi vẫn bị. Nó bị lỗi chui vô cái nhân vật kia đó các bạn. Do chui vô cái nhân vật này là làm nên mình bị cái đó đó. Kệ, không sao. Vì mình thích con này thôi. Mình chơi tới bến luôn. À được rồi, chắc mình cũng dừng ở đây thôi. Clip quay khá là lâu rồi. Một tiếng mấy luôn. Sợ các bạn coi không hết của mình đó. À, con này mình cũng tem được luôn rồi.
Đấy. Rồi, khá là đẹp ha. Được rồi, mình sẽ dừng clip ở đây. Nếu các bạn thích thì đừng quên bấm like cho bé Otter dễ thương này nha. Được rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Đây nè, cảm ơn, tặng các bạn nè, cục kim cương nè. Bye bye.